Xin trân trọng kính chào anh chị em trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa, chúng ta học quay lại với nhau. Chúng ta học bài 10, cấu trúc của phúc âm Matthew. Và để bắt đầu thì chúng ta hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu dấu của chúng con biết ơn Ngài vì tình yêu và quyền năng của Ngài đã bày tỏ ra cho thế giới này. Và trong tình yêu đó thì Ngài cũng bày tỏ lời của Ngài cho chúng con, hầu cho chúng con có lời của Chúa để bước đi với Ngài mỗi ngày. Chúng con cầu xin Chúa đến, Thánh Linh của Ngài đến trong thời giờ này, Ngài chúc phước ban ơn cho hết thảy quý ông bà anh chị em của chúng con, gia đình ông bà anh chị em của chúng con. Và Ngài chúc phước trên chúng con để chúng con nghe lời của Ngài, chúng con được ơn trước mặt Chúa. Chúng con không những lấy nghe làm đủ mà lời với mình, nhưng chúng con làm theo lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đã học qua bài 9 là hệ thống những cây cầu. Và trong bài 9 thì chúng ta thấy rằng chúng ta có 5 cái cây cầu cho cái cấu trúc của phúc âm Matthew. Và như trong cái hình ở trên thì chúng ta thấy rằng ở đây có 3 cái hình vẽ A, B và C. Chúng ta thấy có cái một người thâu thuế và có túi tiền, có hình của Chúa Giêsu đi qua và kêu gọi ông. Có cái hình một người Chúa Giêsu chữa lành người mù và Chúa Giêsu ở trên nóc đền thờ. Thì nếu như mà không có cái cấu trúc của phúc âm Matthew thì chúng ta đọc chúng ta rất là khó để mà phân biệt. Chúng ta không hiểu cái câu chuyện, những cái câu chuyện này nằm ở trong cái giai đoạn nào trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Nhưng nhờ cái cấu trúc của phúc âm Matthew thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn và giúp đỡ chúng ta từ bây giờ trở đi. Khi chúng ta đọc kinh thánh thì chúng ta gặp câu chuyện nào chúng ta sẽ nhớ ngay là câu chuyện đó nó nằm ở trong giai đoạn nào trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Và theo cấu trúc của sách phúc âm Matthew thì được chia ra làm 5 phần. Phần đầu tiên là phần giới thiệu nằm ở trong giai đoạn 1 và kinh thánh. Phần giới thiệu là ở đoạn 1. Thời thơ ấu của phúc âm Matthew thì nó nằm ở đoạn 2. Và chúng ta sẽ đi qua thời thơ ấu. Tốt lắm, chúng ta đã biết chủ đề chính của phúc âm Matthew là nước thiên đàng. Và giai đoạn đầu tiên của cuộc đời Đấng Christ là thời thơ ấu. Chúa Giêsu vị vua của lời hứa ngồi trên ngôi tổ phụ là vua David. Vì vậy Ngài phải được sanh tại thành Bethlehem là thành vua David. Cùng năm Ngài ra đời, sứ giả của Ngài là Giăng Báp-tít cũng ra đời. Và vì lý do đó, việc sinh ra của Giăng cũng tương ứng với giai đoạn của thời thơ ấu. Chúng ta học biết rằng Matthew không nói gì về thời niên thiếu của Chúa Giêsu. Tuy nhiên chúng ta thấy trong thời thơ ấu và thời niên thiếu, Chúa Giêsu sống gần 30 năm tại thành Nazareth. Tại đây Ngài làm nghề thợ mộc. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta thấy rằng trong thời thơ ấu của Chúa Giêsu thì có cái sự kiện đó là trước Chúa Giêsu được sinh ra 6 tháng thì ông Giăng Báp-tít được ra đời. Giăng Báp-tít là người bà con với Chúa Giêsu vì Mary phải gọi Elizabeth mẹ của Giăng Báp-tít là gì. Và Chúa Giêsu là vị vua của lời hứa và được sinh ra tại thành Bethlehem là vị vua của dòng dõi David. Vì Chúa có hứa cho David rằng này ta sẽ ban cho ngươi một cái ngôi vị đời đời. Và hậu duệ dòng dõi của David đó là Chúa Giêsu. Và chúng ta cũng thấy rằng trong Matthew, Mark, Luca, Giăng thì rất ít sách nói về thời niên thiếu của Chúa Giêsu. Tuy nhiên chúng ta thấy trong Luca có nói về thời niên thiếu của Chúa Giêsu. trong giai đoạn lúc Chúa Giêsu 12 tuổi, và sau đó thì Chúa sống gần 30 năm ở tại Nazareth làm nghề thợ mộc. Đây là thời thơ ấu của Chúa Giêsu, và khi đọc thời thơ ấu thì chúng ta biết rằng thời thơ ấu của Chúa Giêsu nằm ở trong giai đoạn 2, với tất cả những cái ở trong cái Matthew 2, tất cả những sự kiện nằm xảy ra ở trong Matthew 2 thì nó sẽ nằm ở trong thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Năm chuẩn bị của Chúa Giêsu thì năm chuẩn bị là Matthew đoạn 3 từ câu 1 đến đoạn 4 câu 12. Hãy đọc phần đoạn kinh thánh. Và thời thơ ấu của Chúa Giêsu thì gắn liền với địa danh là Bethlehem, bởi vì Chúa sinh ra tại Bethlehem. Và năm chuẩn bị của Chúa Giêsu, giai đoạn thứ hai theo Matthew là năm chuẩn bị, đó là năm cuối Chúa Giêsu sống tại thành Nazareth, mặc dầu sống ở trong vùng Galilee, khu vực chính ngài thi hành chức vụ tại miền Nam bên bờ sông Giô-đanh. Ở đây Chúa cộng tác với Giăng Báp-tít trong vùng Giu-đê và Pê-rê. Trong năm chuẩn bị, đông đảo quần chúng đến nghe Giăng giảng về phép báp-têm. Tuy nhiên Chúa tương đối âm thầm trong năm chuẩn bị. Cảm ơn Chúa là trong năm chuẩn bị thì Chúa Giêsu vẫn ở Nazareth, nhưng mà ngài đi từ thành Nazareth Galilee xuống miền Nam, chỗ Giô-đanh, chỗ đối ngang Pê-rê và Giu-đê để làm chịu Giăng làm phép báp-têm. Và ở tại đây thì Chúa Giêsu cũng khá là âm thầm, nhưng mà trong năm này thì Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho chức vụ của ngài, và ngài sau đó thì ngài quay trở về Nazareth. Thì trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu từ đoạn 3 câu 1 đến đoạn 4 câu 12 thì có địa danh liên hệ là Nazareth, và chúng ta thấy rằng trong năm chuẩn bị này thì Chúa Giêsu chịu phép báp-têm, Chúa Giêsu bị cám dỗ, và Giăng Báp-tít làm phép báp-têm. Năm được mến mộ của Chúa Giêsu từ đoạn 4 câu 12 đến đoạn 13. Năm được mến mộ, sau gần 30 năm sống tại thành Nazareth, Chúa Giêsu bị dân hàng kéo ra ngoài thành. Vì vậy lúc bắt đầu năm được mến mộ, Chúa Giêsu đến sống tại thủ phủ Capernaum bên cạnh bờ biển Galilee. Cũng trong thời gian bắt đầu năm được mến mộ, vua Herod bắt Giăng Báp-tít bỏ tù. Chúa Giêsu ngưng chuyến đi về phía nam đến sông Giô-đanh, và thay vào đó đông đảo dân chúng kéo đến nghe ngài tại Galilee. Vì lý do này, năm được mến mộ còn được gọi là chức vụ tại Galilee. Sứ điệp của ngài giống như điều Giăng đã giảng trước đó, sứ điệp về nước thiên đàng. Thì trong năm được mến mộ, từ đầu năm đó, ông Giăng Báp-tít, ông bị vua Herod bắt vì cớ là ông ấy can ngăn vua không được lấy vợ của em mình. Và khi mà Giăng Báp-tít bị bắt thì Chúa Giêsu không đi về miền Nam nữa, nhưng mà ngài tập trung chức vụ tại Galilee, ngài truyền giáo quanh biển hồ Galilee. Như trong 3 năm chức vụ chúng ta đã thấy, thì sau đó là rất là nhiều người đi theo ngài, nghe ngài giảng, và ở đây còn gọi là năm chuẩn bị. Năm được mến mộ thì gắn liền với Capernaum, bởi vì cái địa danh Capernaum là cảng biển lúc bây giờ. Và cái lý do ngài chuyển xuống đó thì có 2 cái lý do. Thứ nhất là trong cuối năm 30 tuổi thì Chúa Giêsu bị dân làng kéo ra ngoài thành, và người ta muốn giết ngài đi, nhưng mà Chúa về Capernaum, và ở tại đây để có rất là đông người, và ngài bắt đầu chức vụ truyền giảng của Chúa Giêsu. Nên qua bài này thì chúng ta cũng học được bài học là nếu ai truyền giáo thì có thể bắt đầu với những cái chỗ thành phố và có hay là cái khu đông dân người để có thể truyền giáo. Đấy. Chúng ta sang năm khổ nạn của Chúa Giêsu để tương ứng cấu trúc phúc âm Matthew đoạn 14 đến đoạn 17. Năm khổ nạn, năm bị khổ nạn bắt đầu với hai biến cố quan trọng: cái chết của Giăng Báp-tít bởi tay vua Herod và việc cho 5.000 người ăn. Năm này kết thúc bởi cái chết của Chúa Giêsu tại thành Jerusalem. Vậy trong một năm có hai cái chết của Giăng Báp-tít và của Chúa Giêsu. Vì vậy năm đó gọi là năm khổ nạn. Vào khoảng giữa năm đó, Chúa Giêsu rời vùng Galilee đi về phía nam, trở lại hai vùng Pê-rê và Giu-đê. Chúa Giêsu chỉ trải qua một năm chức vụ tại vùng Galilee, năm đó được gọi là năm được mến mộ. Còn hai năm chức vụ kia, Ngài ở miền Nam trong hai vùng Giu-đê và Pê-rê. Đó là năm chuẩn bị và năm khổ nạn. Cảm ơn Chúa. Trong năm khổ nạn thì đầu năm đó ông Giăng ông bị chết, ông bị chặt đầu, và đây là đánh dấu đầu tiên trong năm khổ nạn của Chúa Giêsu. Thứ hai là Chúa hóa bánh cho 5.000 người mà ăn. Và trong năm này thì Chúa Giêsu cũng bị chết tại thành Jerusalem, và Ngài cứ đi từ Galilee cho tới phía nam là Giu-đê, và rồi chịu chết tại Jerusalem. Trong một năm có hai người chết, cho nên gọi là năm khổ nạn. Giai đoạn sau phục sinh, Matthew đoạn 28. Giai đoạn sau phục sinh, giai đoạn cuối cùng Matthew đề cập đến là giai đoạn sau phục sinh, khi Chúa Giêsu đã sống lại từ cái chết, ủy thác cho các môn đồ công tác rao giảng về nước thiên đàng cho muôn dân. Chúng ta cũng thấy Phao-lô đã đem sứ điệp này đến Roma, đến La Mã đến Roma, thủ đô của đế quốc La Mã như thế nào. Do đó, việc rao giảng về nước thiên đàng là sứ mạng của chúng ta ngày hôm nay, cũng giống như Phao-lô ngày xưa liên quan đến giai đoạn sau phục sinh. Cho nên sứ điệp của chính Ma-thi-ơ là nước thiên đàng, từ sự giáng sinh của một vua tại thành Bethlehem đến đại mệnh lệnh là để đem sứ điệp của nước trời đến với muôn dân. Thì giai đoạn sau phục sinh là bắt đầu khi mà Chúa Giêsu sống lại cho tới thời của chúng ta đến bây giờ, và nó sẽ kết thúc khi mà Chúa Giêsu tái lâm. Thì giai đoạn sau phục sinh này là giai đoạn truyền giáo cho muôn dân muôn nước, là cái địa danh của giai đoạn sau phục sinh sẽ ứng với là muôn dân muôn nước. Cái đoạn kinh thánh sau phục sinh đó là Matthew đoạn 28. Và chúng ta thấy ông Phao-lô ông đã mang tin lành tới Roma, là thủ đô của đế quốc La Mã. Thời bấy giờ La Mã là một cái quốc gia mà cai trị có nhiều thuộc địa trên thế giới này, và ông đã rao giảng nước thiên đàng tới khắp mọi nơi. Từ đó tin lành được truyền ra cho bằng nhiều cách cho tới chúng ta ngày hôm nay. Do đó cho nên chúng ta phải có cái trách nhiệm tiếp tục mang tin lành của Chúa Giêsu truyền giảng cho nhiều người, cho những người chưa biết về Chúa, cho các dân tộc khác chưa biết về Chúa. Thì đó là giai đoạn sau phục sinh, đó gọi là giai đoạn của muôn dân. Thì chúng ta thấy rằng có tất cả là 5 cái giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu, và đây chính là cái cấu trúc của phúc âm Ma-thi-ơ. Và khi đọc thứ nhất là phần giới thiệu thì chúng ta thấy là kinh thánh đoạn Ma-thi-ơ đoạn 1, và tất cả những gì xảy ra trong đoạn 1 thì nằm ở trong phần giới thiệu. Thời thơ ấu là Ma-thi-ơ đoạn 2, tất cả những gì xảy ra trong Ma-thi-ơ đoạn 2 thì đó là liên quan đến thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Năm chuẩn bị là Ma-thi-ơ đoạn 3 từ câu 1 tới câu 12, tất cả những gì sự kiện gì xảy ra trong Ma-thi-ơ đoạn 3 đến đoạn 4 câu 12 nằm trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Năm được mến mộ của Chúa Giêsu thì từ đoạn 4 câu 12 đến đoạn 13, tất cả những điều gì đã xảy ra, câu chuyện xảy ra trong phân đoạn kinh thánh này, những phân đoạn kinh thánh này thì nó nằm ở trong năm được mến mộ và năm khổ năm khổ nạn của Chúa Giêsu từ đoạn 14 đến đoạn 17, thì tất cả những điều gì xảy ra, những biến cố gì xảy ra trong năm này thì nằm ở trong năm khổ nạn của Chúa Giêsu. Cái đoạn sau phục sinh là Matthew đoạn 28, đó là tất cả những gì xảy ra sau, trong giai đoạn sau phục sinh, thì đó là nằm ở trong đoạn 28. Cho ngay cả những cái sự kiện ngày nay của chúng ta nữa, thì khi chúng ta đọc phân đoạn kinh thánh, chúng ta sẽ thấy được những cái phân đoạn kinh thánh này nó có những sự kiện gì nằm ở trong giai đoạn nào, thì chúng ta sẽ thấy, sẽ hiểu đó là cấu trúc của phúc âm Matthew. Và cảm ơn Chúa, cho chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì chúng con đã học lời của Ngài, biết cấu trúc phúc âm Matthew. Xin Ngài giúp đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Linh, xin giúp đỡ chúng con để chúng con học tốt và chúng con nắm được bài, hồi cho khi tra cứu, khi học lời Ngài, chúng con hiểu những cái bối cảnh lịch sử cũng như những cái sự kiện nằm trong giai đoạn nào trong cuộc đời của Ngài. Chúng con ngợi khen Cha, mọi sự vinh hiển thuộc về Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Mến chào anh chị em, chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong bài sau, bài 11.